Cô đừng diễn kịch nữa. Cô không thấy mệt à? Không được chuyện của cô. Cô biến đi. Anh Khang, anh xem đi này. Anh nên nhớ tôi đang mang thai con của anh đấy. Cô... Anh Khang, đây không phải là sự thật. Cô ta đã nói rồi đấy. Đây là con của anh. Không thể đối xử với em như thế này được. Từ nay tôi cấm cô đặt chân vào đây. Cô lợi dụng tôi như thế là quá đủ rồi. Nhưng mà em đang mang bầu, em rất cần người chăm sóc. Nếu cô cần người chăm sóc, đi tìm bố của đứa bé. Tôi không liên quan. Cho em một cơ hội nữa đi ạ. Em sẽ thay đổi, em sẽ sửa sai ạ. Bệnh viện không thể dung túng cho những nhân viên thiếu đạo đức như cô được. Hơn nữa, tôi cũng đã cho cô quá nhiều cơ hội rồi. Nhưng mà em đang rất cần tiền. Em không thể bị đuổi như thế này được. Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, mời cô đi nơi khác làm việc. Anh Khang, em xin anh. Anh đừng có nhẫn tâm với em như thế ạ. Anh Khang, em xin anh. Mời cô ra ngoài cho. Anh quá đáng lắm. Anh Cường, anh lên xe đi. Anh Cường, anh chạy giúp em nhá, em cảm ơn anh ạ. Hà, cậu đi đâu thế? Tớ vừa thấy anh Cường. Anh Cường nào? Anh Cường chồng tớ. Không, cậu nhìn nhầm rồi. Tớ bảo dạo này cậu mệt nên quán gà nhìn nhầm đấy. Anh Cường tại sao lại ở đây được? Không, rõ ràng chính mắt tớ nhìn thấy mà. Không, không phải, tớ bảo anh Cường tại sao lại ở đây được? Cậu nhìn nhầm rồi. Không phải đâu. Vừa rồi là anh Nguyên, bạn trai của chị Hương, vừa đến mời tớ để đi dự đám cưới. Anh Cường nào? Rõ ràng là mắt tớ nhìn thấy mà. Không 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 phải đâu nào. Đi về tớ, đi đằng này có việc một chút nào đi. Anh này, từ sau anh đừng tự ý đi ra ngoài một mình nhá. Sao thế? À thì anh quên hết đường rồi, nhỡ đâu anh đi lạc thì sao? Em lo lắm. Em yên tâm, khi nào mà anh đi lạc ấy, anh sẽ tìm về nhà, không phải lo nhá. Em định là chúng mình sẽ chuyển nhà, mình sẽ đi đến một vùng đất mới để làm lại từ đầu được không anh? Sao lại chuyển nhà? Anh đang quen với đường xá, rồi mọi thứ xung quanh nữa. À, em ơi, anh bị đi xin việc